Ôi, con sợ quê nhà cô thích ốm vậy, cô thích uống nước dừa mà nhà cô thích có uống nước dừa không? Mẹ đi hái nước dừa cho con uống nhá, hái vỏ dừa cho con uống nhá. Đi, đi mẹ con mình đi hái dừa uống đi. Mẹ, đưa con đi hái dừa nhá. Con ngồi đây chờ mẹ hái dừa cho nhá. Miền cho mẹ hả? Ôi mẹ cảm ơn nhá. Con lại nón con ngồi tiếp đi để mẹ lại cắt dừa nhá. Nào con lại nón con ngồi đi. Con lại nón. Wow.
thật đấy. Rồi con lại đây, con lại đây nhá. Đứng đây cho mẹ cắt cái này con. Con ôm đây. Chưa? Rồi ôm thế nào về được nhờ? Rồi ạ. Rồi ta đi về nhá. Ta về lấy dao chặt uống nhá. Con cháu nó bỏ ra cái mẹ bế nào. Cái mẹ bế nào. Rồi. Con ôm lưng mẹ nhá. Rồi đi về nhá. Đầy luôn. Này. Ngon không con? Ngon nhỉ. Miếng cua dừa ăn nhé. Đây, đây tí thôi.